Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay bên mình tiếp tục thanh lý một con âm ly. Hàng này là hàng karaoke gia đình cực kỳ tốt luôn nha các bạn. Âm ly hôm nay là chính hãng của công ty Ariang ngày xưa liên danh với Mexico ha. Model của con này là SBA203GN nha các bạn. Cái đuôi 203GN đó, mặt tiền nó bằng nhôm, có cái khung màu xanh ở đây ha. Thì cái model này được sản xuất vào năm 2005-2006 đó, sản xuất vào thời điểm đó. Đến bây giờ là tuổi đời của nó là trên 14-15 năm, là các bạn cũng biết được chất lượng của con âm ly này ha. Bây giờ đến bây giờ là còn rất là đẹp, bên trong còn đẹp lắm các bạn. Linh kiện đẹp và độ bền còn rất cao luôn. Chất âm ra như máy mới, chất âm thì nó không có lỗi lầm, nghe nhạc karaoke ngon lành. Bo mid là 4 IC, echo nó chạy là 2399, IC 2399, ca cũng nhẹ nhàng ngon lành lắm các bạn ơi. Thì cấu hình của em này chạy là 8 sò, một bên 4 con sò là D718 và B688 nha các bạn. Và công suất đánh tốt một cặp loa hai tắc loa xịn là đánh rất là hay các bạn. Đánh một cặp loa hai tắc loa xịn đánh rất hay đó, công suất nhỏ cho gia đình sử dụng, con này là phù hợp lắm các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng mình quay clip chi tiết hơn con này ha, là mình sẽ báo giá cho các bạn xem. Thì tình trạng con này là hát cực kỳ tốt nha các bạn, và ngoại hình của em này còn tương đối chứ không được đẹp hoàn hảo nha mọi người. Ngoại hình là tương đối đó, mặt tiền có dính mấy cái viết lông nữa các bạn, viết lông này chấm màu đỏ đây nè, viết lông màu đỏ đó, mặt tiền còn tương đối, còn gục máy tăng phô xiến nha bạn. Đi đăng tăng phô xiến, tăng phô bằng đồng á. Còn nắp máy này cũng tương đối luôn chứ không được đẹp cho lắm các bạn. Nắp máy nói chung đã sơn lại ha, nắp máy đã sơn lại, nói chung sơn là tạm được chứ không đẹp các bạn, nhưng mà nhìn là chấp nhận được. Nắp này nó bị sét sơn lại ha, tại tuổi đời nó trên 15 năm rồi. Nắp máy sơn lại rồi. Ngoại hình con này thì như thế ha. Bây giờ mình sẽ soi cái nội thất bên trong cho các bạn xem. Bên ruột bên trong là còn rất là đẹp nha. Bên ruột bên trong á các bạn ơi, sạch sẽ ha. Nhôm là nhôm dày gần bằng nắp máy luôn nha các bạn. Tăng phô xiến, tăng phô này là dây đồng 100%, sơ cấp hư cấp hết, vẫn dây đồng toàn bộ nha các bạn. Tăng phô xiến đó, bác nào mà xem có thích tăng phô xiến thì cứ liên hệ bên em, nhiều bác cứ hỏi âm ly tăng phô xiến không à. Con này đánh chắc âm ra hay nha các bạn, hay, nhẹ nhàng, hát karaoke ngon lành luôn. Đây dàn đằng trước của em nó ha, điện trở là điện trở màu xanh 5 dòng màu. Điện trở này là chân bằng đồng nha các bạn, chân bằng đồng, độ bền cao. Nó có tem ngày sản xuất, tem QC. Nói chung con máy này sạch sẽ. Tụ là chạy một cặp tụ 63V 6800 nha các bạn, 6800 UF. Đó, máy đang quýnh liêu ghiêu, đánh rất hay nha các bạn. Ở đằng sau còn đẹp nha, mặt đuôi đằng sau rất đẹp. Đó, thì tổng thể con máy nó như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test chất âm của em nó, nghe thử coi sao ha. Âm ly này thuộc dạng là âm ly cổ nha, cũng rất là ít, bây giờ rất là ít, trên thị trường rất là ít. Mấy cái máy này thuộc dạng hàng hiếm, đời đầu của Ariang nha các bạn.
À, vàng nóc úp phê là ngon lành hết. Vàng nóc úp phê ngon lành. Dặn lên là không ù ghè nè các bạn. À, mình dặn ha. Không ù lo ha. Dặn volume master cao, không ù không ghè. Ngon lành ha. Rồi. Thì con này là không có ba lăng căng lo và không có 3S nha các bạn. Đó, công tắc AB chọn tín hiệu vào ở đây và bass trung chép. À, bên đây cũng bass trung chép bo master, đơn giản nhưng mà ra chất âm rất là hay. Và tiếng bass chép nó rất là sắc, cái tiếng chi tiết nó rõ ràng. Ok rồi, chắc âm thì là ngon lành nha bạn. Bây giờ mình tiếp tục test echo 2399, IC 2399 nha. Rồi các bạn nghe không, chắc âm nó chi tiết mà nó sáng, nó trong trẻo trung thực, echo vang nhẹ, delay ngon hết. Alo, Tiếng nó hát rất là lớn, tiếng lớn trong gõ nhẹ nhàng. Con này hát karaoke là phải nó bá cháy luôn các bạn ạ. Không, tiếng nhẹ nhàng, mình là đang bị khan tiếng, mình alo là nó không có gõ tiếng nhưng mà nó ra cái tiếng mình thấy rất là hay. Alo, Ngon lành ha. Alo, 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6.